À, xin chào mọi người đã đến với kênh Spa TV. Là nhà thợ đá thôi. Chưa có đọc. Chưa có ngâm cú. Vậy ngâm đi, ngâm điều cú. Thì nó là cái nhà thờ làm bằng đá. Hết. Tại sao chạy mà người ta không chó, còn dí người ta dí mình? Là mình phải biết được thời gian mình đang ở. À, xin chào mọi người đã đến với kênh Spa TV. Mình là chàng trai bản Spa. Hôm nay mình sẽ dẫn cô gái Mường Thanh cô gái Mường Thanh Điện Biên đi đến Spa để tham quan. Đây. Đó mọi người, dạo một vòng Spa. Đấy, Spa kính chào quý khách. Phía bên đó mọi người thấy không, là phía xa xa tụi mình đó là ruộng bậc thang mênh mông luôn. Lý do tại sao ở vùng Tây Bắc người ta sẽ làm ruộng bậc thang? Lý do là không biết. Lý do đơn giản là bởi vì thứ nhất là người ta tận dụng được cái địa hình đồi núi từ trên xuống dưới để làm gì? Để cái hệ thống tưới nước của người ta trên nó tưới xuống á, thì nó sẽ đi xuống từng bậc mà tiết kiệm được nước, và nó đi đến được từng vùng đất nông nghiệp ở đây luôn. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai là gì? Là chi cho phần khu á, khu này trồng cái rau, còn khu kia thì trồng lúa. Thứ hai là nó bám địa hình và chống xói mòn. Thứ ba là gì? Là cây cối sinh tốt hơn. Thứ ba, thứ tư đó là nhìn nó đẹp, xuất sắc. Đó mọi người, ở phía xa là mọi người nhìn thấy sương mù nha, chứ không phải là bầu trời tối nha mọi người. Sương mù nó ù ù á mọi người. Ồ, quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Thiệt. Hiện tại tụi mình đang có mặt ở cái gì đó ở giữa công viên Sapa đó, ở giữa cái gì ở giữa bởi trường Sapa. Là sao tao nói gì Sapa không? Không, tao nói tào lao đó má. Cái gì nói chung đại khái là ở chỗ cái Sapa đó có cái hồ, giữa cái hồ nó có hai mấy cái bông hoa sen tự dựng lên đó, nói chung là cũng khá là chiều, giống như hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Mọi người ở đây là nhà khách của Sapa nè, mà tự nhiên mình thấy cái Aribang. Wow, nói chung là chỗ này sầm uất rồi đó, sầm uất rồi đó. Thôi mày ra mày đi, thôi mày ở phải đây. Qua bên đó là Phan Xi-Lan rồi. Hả? Bên đó là Phan Xi-Lan rồi. Mày nhận thấy Phan Xi-Lan hả? Bên đó là Phan Xi-Lan. Bây giờ tụi mình đang có mặt ở nhà thờ đá. Đây là một nơi mà được hơn 6.000 mấy người đánh giá check in. Nói chung là cái đó là người ta đánh giá thì thật là con số mà đến đây thì nó sẽ là nhiều hơn. Trước mắt của mình đó, trước mắt tụi mình là một cái khách sạn Sun Plaza, và cái nơi đó là đẹp lắm. Đúng, rất là đẹp. Đây, quay qua. Đâu? Ở phía xa xa. Đúng rồi. Rồi còn nhưng mà bây giờ hôm nay mình sẽ cho mọi người coi ở đây trước. Đâu phải muốn coi gì là coi được đâu. Thì trong hành trình những người vô gia cư thì... Thôi là tụi mình ngủ nhà thờ đá. Mình sẽ thực hiện thử thách là ngủ tại âm say rồi nhưng mà đến thăm nhà thờ đá. Vô gia cư dữ chưa. Bây giờ dẫn mọi người tham quan nha. Cho mọi người chụp hình trước đi, mình đi chụp cái đi vào trong thì thành cho nó vào trong nhà đó. Ở phía bên trái bên phải là có đèn giáo xứ phẩm nhà thờ Đức Mẹ Mông Côi. Ok, cô gái của mình thì hiện tại cô gái của mình đó là bây giờ trở thành tài xế xe. Đây, đó là cô gái của mình bây giờ đang lấy xe, đang xe bên kia. Đó. Đó, bây giờ đang lấy xe bên đó. Đây. Đó, bây giờ nó đang lấy xe. Ở phía dưới này mọi người thì mình thấy là bán hàng quán khá là nhiều luôn. Tức là sẽ có rất là nhiều người dân tộc Dao họ đến, họ
mua bán những cái thổ cẩm, ví dụ cái chân tay nè, cái đầu mình đội nè. Ôi, cái nhà thờ đá này là mình mua vé mình vào là mình được vào luôn. Bình thường là mấy nhà thờ là mình được vào hết. Không? Giới thiệu đi, mình là những người vô gia cư, mình xin được vào. Ủa là được vào đúng không? Ủa, cái được vào bình thường đúng không? Dạ, cảm ơn ạ. Đi vô lẹ lẹ lên nè, những người vô gia cư, để vô gia cư thì mình còn đi chậm nữa. Đó là tụi bây giờ là tụi mình đang ở trong cái khuôn viên bên trong của nhà thờ đá nè mọi người. À, xin mời hướng dẫn viên giới thiệu cho mình biết sơ đi ạ. À, với kinh nghiệm đi hay là giới thiệu đi. Cái này là lần thứ nhất mình đâu có được đi. Lần thứ hai là thấy người ta chết ít nhiều quá, nhà thờ đá nhìn thấy khá tấm hình vậy đó. Là mình chỉ biết là nó là nhà thờ đá thôi. Chưa có động. Chưa có ngâm cứu. Vậy ngâm đi, ngâm đi là cứu. Thì nó là cái nhà thờ là bằng đá hết. Hết, chính xác. Nhưng mà tại vì nó là lâu đời. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đi qua bên đây đi, qua bên đây đi cho nó. Đúng rồi. Nó nó đâu còn. Ở phía bên đây là có cái chỗ mà Ngày Chúa sinh ra đời ngày trong hang đá. Mọi người đang sửa, đang sửa lại cái phía sau, cái sau đó nước mẹ Maria. Ở phía này cũng có mai hồng nữa kìa, cây hồng nữa kìa. Với là trời, chỗ đó cũng gặp cây hồng hết trơn. Vào đây này, vào bây giờ mình vòng qua bên đây đi, vòng qua đây. Bạn đã đến Sapa rồi là bạn đã phải đến nhà thờ đá nha mọi người. Đây là một trong những biểu tượng của thành phố Sapa. Ngoài những cái địa điểm như là Phan Xi Păng nè. Rồi gì nữa em gái? Công viên Hàm Rồng. À rồi tiếp nữa em gái. Nhìn gương mặt hờ hợp, những ánh mắt thất thần. Cái gì cầu tình yêu vậy đó? Cầu tình yêu là hồi nãy rồi, thấy rồi là các bạn cái công viên nãy rồi. Với chợ tình Sapa nữa, cái đường đi không được rồi bạn ơi. Đó, mọi người thấy đó là nhà thờ đá đó. Kiến trúc lâu, rất là lâu đời rồi nhưng mà hả? Cái này là thường á, các nhà thờ á là đều gọi là các nhà thờ là đều để những cái bức tranh như thế này á, là thể hiện cái quá trình mà của ngày Chúa Giêsu ra đời cho đến lúc mà Chúa Giêsu đó phát triển lên Thiên Chúa giáo rồi đó. Rồi khi mà Chúa Giêsu mất đi rồi phục sinh, đó là cái quá trình theo như mình biết. Thật ra là bản thân mình không phải là người theo đạo, thì đó là những thông tin mà mình đã gọi là được nghe, được tiếp xúc nhiều. Ok, bây giờ mình quay lên nhà trước, lên trước để mình chụp vài tấm hình đi. Thấy rồi. Thằng Thảo Giang Chi á. Ồ. Bản cán cát nữa. Là sao? Giá bé hả? Giá bé ngày mai mình đi hả? Cát Giang. Ủa, cầu kính Rồng Mây ở gần đây luôn hả chị? Không, ở đây chứ. Đâu? Lai Châu. À Lai Châu. Khu du lịch Bản Cát Cát, Bản Cát Cát đâu chị? Bản Cát Cát chúng bạn đi được nè. Ủa ra đến Bản Cát Cát mà em không chỉ mua nước sạch sạch để ra bến. Thung Lũng Xanh. Thung Lũng Xanh phải chỗ nãy em đi ngang mình không vô không? Đúng rồi. Thung Lũng Xanh là chỗ nãy 90.000 đúng rồi. Chụp lại đi. Mai mình đi. Ủa còn cái bé tiêu check in là gì vậy? Là quán cà phê xanh mê. Ok, cảm ơn bạn. Mai mình đi, bây giờ mình đi chỗ này trước. Từ trong than đá chua. Tới chỗ con chó là mày biết lái nha. Tao hồi nãy là tao vững vàng lắm nha. Tới chỗ con chó mà mày lái không được mày chích bà bị tao nha. Nha. Nó cắn tao là tao cắn mày đó. Cái lúc mà con chó dí là phải cẩn thận nha. Có cái lúc con chó dí là mình quay con chó dí mình. Ây da, chết mẹ luôn rồi, sao cái con người dí cho mình con. Bây giờ tụi mình sẽ quay trở lại Hàm Rồng nha mọi người. Quá trời. Thôi mày đi đi, con chó nó dí mày bây giờ. Đó, sắp tới nó rồi đó. Rồi nha, thủ sẵn chạy đi, chạy bình thường đi, người ta chạy. Tại sao chạy mà người ta con chó không dí người ta mà dí mình? Là mình phải biết được là do mình ăn ở. Hoang mang quá nãy. Cũng tài lanh lắm bà ơi bà. Người ta đi vô cái Hàm Rồng kế bên luôn. Là
vô nó mua cái vé vô là tới rồi. Không má, không cho, không bao giờ cho. Vô lên Sapa làm gì, vô lên Sapa mấy lần làm gì rồi giờ không biết. Hả? Đã nói rồi là nó nhất là đi tour. Là được sắp mày thấy chưa, mày rồi. Thấy cái giá trị của đi tour chưa? Là tao đâu có cần làm gì nghĩ cái gì. Rồi mày thấy giá trị của đi tour chưa? Hả? Mày thấy đi tour tôi kết lại chưa? Mày đi với chị mày mới nhớ đời mày nè. Đó rồi, chuẩn bị chó chưa? Đó đâu rồi? Đó mày ra tao chạy á. Hiện tại là mọi người vẫn đang xây dựng, nhưng mọi người Sapa là đang vẫn còn đang sửa chữa, đang có nhiều thứ sửa chữa lắm. Nói chung là lên đây thì chỉ là hết khí lạnh thôi, với lại một số thứ mà kiểu giống như là địa điểm nổi tiếng á là còn. Còn ngoài ra là quanh là bây giờ đang gọi là xây dựng cho nên là khói bụi nó sẽ nhiều một chút xíu. Với lại cái con đường này, cái con đường Mường Hoa nó hơi kẹt mọi người. Rồi, lát nữa một hồi đến nơi mình sẽ quay tao mọi người tiếp nhau, bây giờ mình đi nha. Mẹ xuống luôn. Xuống luôn. Đây là bảng đó hả? Bên nào cũng được các cô, đi thẳng thử đi. Thì đó là đường chính xuống mà, nó để chữ kia là đường chính đi xuống. Đường, đường chính, còn này là có thể là đường phụ. Không thì mình cứ đi đường phụ đi. Lát mình quay lại đường chính. Đấy. Mình đi cho người ta biết mình đi. Đúng không? Mình làm đến đây làm gì? Đến đây là để khám phá. Mình là người gì? Người vô gia cư. Ok. Câu vậy. Tối nay mình ngủ ngoài đường. Đẹp thôi nào mà đẹp. Sao con này sao á? Video này. Video này thoải mái lắm mọi người, không hề cọc nha. Rồi đây. Thì lát còn mình cũng đi đường đó thôi chứ có gì đâu. Mình đi bao nhiêu đường cũng được. Cư hiện tại thì tập báo số 3 trên bảng đã có mặt ở bảng Cát Cát. Giờ đang là ở chỗ gần cái thác cho nên là tiếng nó rất là ồn. Mình có dắt theo cô gái Mường Thành từ Điện Biên nhưng mà hiện tại mình cấm cửa rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người tham quan ở khu vực này, một phần thác nha mọi người. Đây Mai, trước mắt rồi Mai. Có một loại trái gì lạ lạ đó. Hả? Lạ hả? Đi qua đây. Thác nè mọi người. Chạy rất là mạnh nha mọi người. Đó. Hello mọi người, tụi mình đang có mặt tại bảng Cát Cát. Tại ta biết rồi. Mình là ai? Mình là chị Bí Bè. Không, Bí Bè, Bí Bè mất rồi. Đây là chịu mất. Bí đã Bè đổi không... dai rồi. Bí Bè không còn tồn tại đây nữa. Bây giờ là đây là cô gái Mường Thành Điện Biên. Ô, cô gái Mường Thành Điện Biên. Phải dắt dắt giả tụi mình mới tới được đây á. Đường xa, khó đi, chạy bằng chiếc xe máy. Mà phía sau con bạn mình nó còn cọc nữa. Ê thôi, mày lên mày chở nha, tại bút đi lên con thánh nó rồi. Sao? Thôi về mày chở. Ok. Chứ
mà nhai nó mệt chút rồi. À, biết luôn hả? Mày đâu? Từng người đó, từng người đó.
hy vọng là sẽ có những cái thác kia, cảnh thác kia nó rất đúng xinh đẹp. Nó tiếc quá bây giờ điện thoại của mình hết pin rồi mọi người, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem qua cam này nha, cam này nó cũng sẽ đẹp hơn ha. Đó mọi người thấy không, phía trước của mình đó là một cái con thác mạnh lắm á. Một hôm thì lại trượt mồm nói 700 nó hốt hết. Một hôm nói chữ tư nó bảo gì hôm sau 700 nó hốt hết, còn ba món một nói. Rồi qua đây luôn đi. Rồi. Được không? Hello mọi người, tụi mình vừa khám phá xong bản cá cát. Và bây giờ những người vô gia cư tụi mình xin phép được quay trở về nhà. Giống này, giống luôn á. Đây là những người vô gia cư à. Giờ tụi mình sẽ trở về nhà đi. Trở về nhà là vào tim ta. Bây giờ là mọi người đang nhảy sạp. Mọi người đang nhảy sạp ở đây.